video quay nhiều dung lượng. Hôm nay chia sẻ cho anh em cách nhé, làm xử lý chân chống giữa của bò lết bị kẹt. Cách đơn giản nhất này. Gần mài cái vết, mài hết cái vết hàn đi nhá. Đấy. Là nó nhẹ ngay rồi. Chia sẻ cho các anh em thợ ở quê hay có cái bệnh chân chống này. Các bạn thấy không, rất là nhàn. Làm cái này chỉ đến chưa đến 5 phút là xong rồi. Xong rồi các bạn nhỏ chút dầu vào. Đấy. Thế là xong các bạn nhé. Để chia sẻ với anh em thợ ở quê. Chào mọi người nhé.